tái định cư Lộc An Bình Sơn. Trước mặt cô chú anh chị đây chính là tái định cư Lộc An Bình Sơn. Hình ảnh Thành Len đã quay được hôm bữa thả diều rất là đông, và bên kia đó chính là bất động sản Thành Len xin giới thiệu ngày hôm nay với diện tích là 120m², ngã tư ngay vị trí góc mặt tiền đường với N54 và D18, và đây chính là phía ngoài cũng sẽ là một cái ngã tư giữa D18 và cổng vào của khu tái định cư kết nối với DT769, còn bên kia là đường viền khu công nghiệp cũng như là tuyến đường đi qua vị trí nút giao T2 để đi vào sân bay quốc tế Long Thành. Trước mặt của chúng ta bên kia đấy chính là một cái bất động sản góc mặt tiền rất là đẹp của chúng chị nhá, có thể phù hợp kinh doanh tiệm vàng và đa ngành nghề. Đây chính là những khung cảnh mà Thành Len đã sưu tầm được vị trí thả diều, những ngày thả diều rất là đông của chúng chị nhá. Với tái định cư Lộc An Bình Sơn thì chắc chắn rằng là sự phát triển cũng như là quy mô với 282 ha có 9 ngôi trường, và 9 ngôi trường này không phải là phục vụ 7.500 nền này mà phục vụ cho gần 10.000 nền và 20.000 nền cho những dự án tái định cư và khu dân cư kế một bên những cái dự án rừng cao su sẽ thành khu dân cư của chúng chị nhá. Và đó là một câu chuyện rất là lâu, tuy nhiên hôm nay thực tế ở đây tái định cư Lộc An Bình Sơn hiện tại đang về là hơn 16.000 dân, và mỗi tháng sẽ có xấp xỉ từ 70 đến 100 căn xây mới của chúng chị nhá. Hiện tại trong tháng 5 và tháng 6 thì Thành Len thấy rằng những cái căn mà đang thi công là hơn 73 căn của chúng chị ạ. Và đây chính là toàn cảnh Thành Len quay được cho cô chú anh chị về buổi chiều. Cô chú anh chị đang được nhìn thấy buổi chiều thả diều rất là đông, và ở vị trí này người ta buôn bán kinh doanh rất là đông của chúng chị nhé, tại vì có cung thì cũng sẽ có cầu của chúng chị ạ. Và đây chính là toàn bộ khung cảnh vào buổi chiều rất là đẹp của chúng chị nhé. Với khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, đời sống của cư dân đã về đây hoàn toàn ổn định, tuy nhiên sự giải tỏa bởi sân bay thì sẽ có một khối lượng người về quê cũng như là đi định cư ở chỗ khác và mua rẫy để làm chỗ khác nhá, không về đây 100%, cho nên mới có những sản phẩm bán cho cô chú anh chị đấy ạ. Và hiện tại thì trước mặt của chúng ta đây chính là vỉa hè 10m của tuyến đường D18. Ở phía bên kia đối diện Thành Len cũng đã có những bất động sản bán ngoại trừ lô góc ra, với cái giá bán của tháng 6 này hiện tại Thành Len cũng đang có những lô 125 5 x 25 sổ riêng thổ cư sẵn và không phải đóng bất cứ một khoản thuế nào, chúng ta chỉ chịu thuế trước bạ mà thôi, và giao dịch là với mức giá là 3 tỷ có thương lượng. Đó là mức giá mà chính chủ giao cho Thành Len của chúng chị nha. Hiện tại thì Thành Len cũng đang có những bất động sản chưa sổ. Tuy nhiên cô chú chị nếu muốn biết về pháp lý phải liên hệ Thành Len trực tiếp thì cô chú chị mới hiểu được về pháp lý khu tái định cư Lộc An Bình Sơn, cũng như là hiện tại những cái bất động sản mà mua chưa phiếu thì bên Thành Len đã rất nhiều khách làm ra sổ và đứng tên, thậm chí có nhiều khách còn bán lại cho người khác khá là nhiều lần rồi. Thì như vậy có nghĩa là ra sổ và bán lại rồi, có những cái lô đất mà Thành Len mua cho khách chưa sổ thì bây giờ Thành Len cũng đã ra sổ cho khách, và cái khách mà mua ra sổ đấy cũng đã bán lại và có lời rồi cô chú chị nhá. Rồi cái người mua vào lại bán lại được nữa rồi, có nghĩa là thị trường giao dịch bất động sản ở đây rất là sầm uất nha. Còn không phải là những cái lô mà ký cho các bạn rồi thì sẽ không bán được cho người khác đâu nha, trừ khi là phải đi ký hủy. Cho nên cô chú chị mua bất động sản tại tái định cư Lộc An Bình Sơn cứ yên tâm. Quý anh chị nào cần mua bất động sản ở tái định cư cứ gọi trực tiếp cho Thành Len. Với tái định cư Lộc An Bình Sơn sẽ có những diện tích như là 5 x cho 16 và 4,8 x cho 18, cũng như sẽ có đồng đều lô liền kề là 5 x cho 25. Tuy nhiên vẫn có những bất động sản ở vị trí gần ngã tư thì sẽ là diện tích 5 x 26 của chúng chị nhé, gọi là cuối lốc. Và với tái định cư Lộc An Bình Sơn hiện tại đang cho ra sổ rất là nhiều. Nhiều cô chú anh chị đã mua những bất động sản chưa sổ và sau đó chúng ta đi ra sổ và bán rất là lời cô chú anh chị nhá. Tái định cư Lộc An Bình Sơn là tái định cư mẫu cho nên cơ sở hạ tầng cực kỳ đẹp, từ những tuyến đường 48m này, vỉa hè 10m này, cho tới những cái tuyến đường 23m này và 33m này là những trục có thể kinh doanh được.
Còn những trục trong nó sẽ là 17 mét cô chú anh chị nha. Ở vị trí này rất là đông. Với tái định cư thì vị trí này là cái vị trí vàng và sau này là trung tâm thương mại 2 hectare của chúng chị ạ. Ở trước mặt của chúng ta đây chính là vị trí ngã tư kết nối giữa D18 và N47. Vị trí này cực kỳ tiềm năng, sau này là trung tâm thương mại. Ở vị trí này bên này là quán bánh canh cá lóc rất là đông. Vị trí này mình mới vừa giao dịch cho một chú ở Sài Gòn rất là dễ thương. Chú Trung đã mua được một bất động sản ở đây rất là đẹp, 5x25 lô kế góc của chúng chị ạ. Lô thứ 3 của góc sau bỏ một lô rồi tới lô đấy thì cực kỳ đẹp luôn, đã được đo cắm mốc đàng hoàng và xây ranh rồi. Rất là yên tâm, một cái bất động sản mà chúng ta không cần phải làm gì thêm, cứ để đấy. Tuyến đường này sẽ thông qua vị trí của STC, một cái tuyến đường Thành Len đánh giá rất là cao, tuyến đường N47 không có con lươn. Đây là một cái bất động sản mà Thành Len nghĩ rằng rất là khó kiếm ở cái tại thời điểm bây giờ, bởi vì thời điểm bây giờ tái định cư khá là cháy hàng mọi người nhá. Còn bên khu này là chưa phân và chưa bốc của chúng chị nha, chỉ mới cắm ranh phân theo vị trí lô thôi, còn chưa phân cho bất cứ một cái phường xã nào hay là vị trí của khu dân cư nào. Hiện tại thì đang chờ ở trong suối trầu đi ra thêm thì sẽ cho bốc nha. Ở trước mặt của chúng ta đây chính là những quán ăn buổi chiều, tuy rằng bữa này thì bắt đầu bị dẹp rồi cô chú anh chị nha. Đây là video Thành Len quay từ tháng trước nha, chứ không phải là từ tháng này đâu cô chú anh chị nha, nên là cô chú anh chị xem thì cứ bảo là Thành Len lấy video cũ, thì Thành Len nói rằng là Thành Len lấy video này là video cũ, bởi vì hôm bữa Thành Len quay mà Thành Len không có úp nha. Hôm bữa là Thành Len quay rồi bỏ trong điện thoại nên Thành Len không có úp, cũng chỉ mới đây thôi cô chú chị ạ. Và cô chú chị đang được nhìn thấy vị trí này là một vị trí rất là sáng, ngay kết nối với DT769 này, rồi đường song hành này, thì đây sẽ là những cái vị trí tương lai kinh doanh cực kỳ sầm uất. Sau này khi mà cư dân ở khu tái định cư Lộc An Bình Sơn về đây đầy đủ lượng buôn bán hay là trao đổi hàng hóa ở khu tái định cư sẽ rất là đa dạng. Với quy mô 7.500 nền, trong này buôn bán kinh doanh sẽ rất là sầm uất. Ở trong tái định cư Lộc An Bình Sơn sẽ có 9 trường học và 8 trường học đã được xây, có 2 nhà thờ giáo xứ, 1 chùa và 1 miếu. Hiện tại sẽ có Ủy ban Nhân dân xã, Công an xã thì đang xây. Trường mầm non 4 trường đã xây và đưa vào hoạt động 2 cái rồi. Trường cấp 2 2 trường đã xây và đưa vào hoạt động 1 cái. Trường cấp 1 cũng 2 cái đã xây và đang xây, cũng đưa vào hoạt động 1 cái rồi. Và quỹ đất trường cấp 3 thì chưa xây. Sau này ở tái định cư Lộc An Bình Sơn sẽ có một cái bến xe Lộc An nữa, nằm ở vị trí kế bên nhà máy nước và có trạm xăng luôn, cũng như sẽ có trung tâm thương mại ở vị trí này và có một trung tâm y tế và một hội trường và một nhà văn hóa lớn đang xây kế bên công viên, cũng như là sẽ có những công viên thành phần và nhà thi đấu thể dục thể thao cũng như là sân bóng đầy đủ hết cô chú anh chị nhá. Tái định cư Lộc An Bình Sơn phải nói rằng là rất khó để kiếm được một khu tái định cư nào mà có thể đầy đủ được tất cả các tiện ích như vậy và có chợ 2 hecta nữa cô chú anh chị ạ. Như vậy thì chúng ta sẽ có những tiện ích rất là lớn như là nhà máy xử lý nước thải ở vị trí ngay đầu dự án với tổng quy mô đầu tư lên tới 100 tỷ đồng. Rất là nhiều của chúng chị nha. Và bên kia Thành Len đang bán một cái bất động sản ngay góc ngã tư này, cực kỳ đẹp, chỉ có 120m2 thôi, nhưng giá bán của chủ đưa ra thì khá là cao. Tuy nhiên nếu chúng ta thích thì đây cũng sẽ là một cái lô rất là hiếm để mà đối diện trung tâm thương mại cũng như là mặt đầu của dự án cô chú anh chị nha. Và đây chính là toàn cảnh Thành Len đã quay được từ tháng trước cô chú anh chị ạ, từ tháng 5. Nếu cô chú anh chị nào đang có nhu cầu đầu tư tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn hay là đất ven sân bay quốc tế Long Thành, liên hệ Thành Len cô chú anh chị nhé. Thành Len chuyên bất động sản khu vực Long Thành và Nhơn Trạch xin kính chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video này.
Và nếu cô chú anh chị thấy bất động sản bên kia, lô góc kia đẹp mà ưng ý thì cứ liên hệ Thành Len để chúng ta có được cái mức giá tốt nhất có thể. Và bây giờ Thành Len xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Thành Len chuyên bất động sản khu vực Long Thành và Nhơn Trạch xin kính chào cô chú anh chị.